Ta ca đề co mang tinh hoa đến mọi công trình. Xin chào quý vị và các bạn. 5 lý do quý vị và các bạn nên lựa chọn tấm ốp nhựa PVC Nano thương hiệu Taka. Thứ nhất, tấm ốp nhựa PVC Nano thương hiệu Taka là vật liệu xanh thế hệ mới, hoàn toàn thân thiện với môi trường và không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Thứ hai là vật liệu chống thấm nước, không ẩm mốc mối mọt, không cháy lan, chịu lực và cách âm tốt, không cong vênh co ngót trong quá trình sử dụng. Thứ ba là có tính thẩm mỹ cao, có đa dạng về kiểu dáng và màu sắc, phù hợp với rất nhiều phong cách nội thất. Thứ tư là thi công dễ dàng và tiết kiệm chi phí. Thứ năm là có độ bền cực cao lên đến 20-30 năm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Nội thất Taka mang tinh hoa đến mọi công trình.